Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3086, vào sát hải sát khí cực kỳ mạnh, khi sát khí sóng lớn ập đến có tiếng xèo xèo nháy mắt ăn mòn không gian. Sát khí bá đạo có thể ép cạn hết thảy, nó có thể hòa tan bất cứ lực lượng nào rồi hóa thành sát khí. Đó là vì sao thất sát tháp chấn áp chỗ này ngày càng lớn mạnh hơn. Nhưng khi sóng sát khí cường đại không gì sánh bằng ập đến, người lục kiếm thiểu hoàng kéo cái bóng dài, Bước chân nhẹ như hạc múa, từng bước nhảy lên, chuyện quay dị xảy ra, trong khoảnh khắc Lục Kiếm Thiểu Hoàng tránh thoát sát khí ập đến, trước mắt đạp xuống một chỗ khác trong sát hải, ầm, um, vang tiếng nổ điếc tai, Lục Kiếm Thiểu Hoàng vừa đáp xuống thì sóng sát khí khác ập đến, nhưng bước chân của gã siêu nhanh, lại nhảy lên như hạc múa, bước chân trợn mắt há hốc mồm tránh thoát sát khí, Lục Kiếm Thiểu Hoàng đáp xuống nơi khác, ầm um, ầm um, ầm um, ầm um, ầm, um. tiếng nổ không dứt bên tai, sóng lớn ngập trời trong bảy tầng sát hải lục kiếm thiểu hoàng đạp xuống mỗi bước chân sẽ có sóng sát khí đánh mạnh vào gã nhưng bước chân tuyệt thế vô song dễ dàng thoát khỏi sóng lớn cộng thêm lục kiếm thiểu hoàng có tháp kiếm che chở sóng sát khí không thể dính tới gã trước nào vì một bước một sóng lớn khiến sát hải dậy sóng dữ đất sóng sau cao hơn sóng trước như tận thế ốc nến lục kiếm thiểu hoàng ở trong sóng sát khí như chiếc thuyền con gã là con thuyền nhỏ xuyên toa trong sóng lớn không trao đảo hiển nhiên bớ chân của lục kiếm thiểu hoàng là phụ thân gã sáng chế có loại bước chân này và nắm giữ ảo rượu thất sát thấp nên gã mới dám cá cược với lý thất dạ trong thời gian ngắn ngủi lục kiếm thiểu hoàng vượt qua từng tầng sát hải đám học sinh trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ không ngờ lục kiếm thiểu hoàng với bước chân thần kỳ đó tiến vào sát hải nhìn bước chân lục kiếm thiểu hoàng nhẹ nhàng tựa hạc múa nhiều học sinh ngây người nhìn thần kỳ quá học sinh kinh thán thiểu hoàng thật là thâm tàng bất lộ vừa rồi chu lão sư cứng rắn chống lại sát khí trong sát hải rất vất vả còn thiểu hoàng một bước một máu dễ dàng tránh thoát sống sát quá thần kỳ học sinh bách đường nhỏ giọng nói đúng rồi cứ tiếp tục thế này thì học trường sẽ nắm chắc phần thắng vì có mặt lý thất dạ nên học sinh bách đường không dám nói lớn tiếng nói xong nước trộm lý thất dạ bước chân lục kiếm thiểu hoàng nhẹ nhàng tựa hạc múa lý thất dạ cười cười không hề ngạc nhiên lý thất dạ cười nói với lưu kim thắng cạnh mình nếu cử u cuồng ngao biết của mình bị phá không biết có cảm giác thế nào lưu kim thắng bình tĩnh nói thiên hạ không có võ công nào không thể phá thất sát tháp không phải vũ khí tuyệt thế vô song bị phá cũng không lạ. Lưu Kim thắng tạm dừng, cửu kiếm thượng thần không uồng là thượng thần có 11 đồ đằng, diễn biến ra ảo rượu thất sát tháp mới sáng tạo bộ pháp này để phá tháp. Năm xưa có lẽ cửu kiếm thượng thần cũng muốn lấy tháp này nhưng vì nề thiên thần thư viện mới không lấy. Cửu kiếm thượng thần và cửu u của Ngao đều là thượng thần có 11 đồ đằng trong kiêu hoành châu. Đúng là cửu kiếm thượng thần muốn tranh hùng với cửu u của Ngao thiên phú tuyệt thế, nên mới nghiên cứu thất sát tháp của cửu u của Ngao. Cửu kiếm thượng thần dù gì là thượng thần 11 đồ đằng, sau khi nghiên cứu thất sát tháp thì thôi diễn ra ảo diệu của nó, qua đó sáng chế ra bộ pháp này, truyền lại cho nhi tử lục kiếm thiểu hoàng. Như Lưu Kim Thắng nói, tuy thất sát tháp mạnh là trọng bảo ghê gớm nhưng không phải vũ khí thiên hạ vô song, bị cửu kiếm thượng thần phá giải cuốn không có gì lạ. Thật ra lão tổ thiên thần thư viện cũng có thực lực phá nó, chẳng qua lão tổ cố ý để lại thất sát tháp. Tầng thứ bảy, có học sinh hét to một tiếng, thiểu hoàng đã vào tầng thứ bảy, quá lợi hại, siêu nghịch thiên và sát hải tầng thứ bảy mà không tốn sức chút nào, mạnh hơn Chu lão sư. Quả nhiên lục kiếm thiểu hoàng bước chân nhẹ nhàng từ tầng thứ sáu sát hải bước vào sát hải tầng thứ bảy. Đương nhiên đây không phải vì lục kiếm thiểu hoàng mạnh hơn vị lão sư vừa rồi, chẳng qua bộ pháp là phụ thân của gã chuyên môn sáng tạo thất sát tháp cho gã mưu lợi. Bước vào sát hải tầng thứ bảy khiến lục kiếm thiểu hoàng tràn trề tự tin, phụ thân không lừa gã, năm xưa phụ thân của gã phá được thất sát tháp. Lục kiếm thiểu hoàng đi vào sát hải tầng thứ bảy mà không sức mẻ gì, làm niềm tin trướng phồng lên gã tự nhận trong sát hải không ai làm gì được gã. Lão sư dám đến không? Lục kiếm thiểu hoàng lạnh lùng nhìn lý thất dạ, ngạo khí ngút trời, cái này không phải khiêu chiến mà là coi rẻ hắn. Lúc xưa cửu u của ngao đánh bại lão sư thiên thần học viện tại đây, bây giờ lục kiếm thiểu hoàng muốn lập lại thần thoại lúc xưa, đánh bại lão sư của thiên thần học viện tại đây, khiến gã để lại nét bút trong lịch sử thiên thần học viện. Lý thất dạ cười với lục kiếm thiểu hoàng ngạo khí ngút trời, có vẻ ngươi tràn đầy tự tin. Lục kiếm thiểu hoàng cười khẩy nói, không dám, mời lão sư lên đi thái độ lục kiếm thiểu hoàng đã thay đổi cao cao tại thượng lý thất dạ cười bước vào sát hải thôi trời mưa đánh con nít cũng tốt dù sao cũng rảnh tầng thứ nhất tầng thứ hai tầng thứ ba tầng thứ tư tốc độ quá nhanh lý thất dạ một bước vượt qua thời không một bước là tầng sát hải sóng sát khí chưa dâng lên hắn đã vào tầng sau nên khi lý thất dạ lướt qua thì sau lưng mới vang một chuỗi tiếng nổ từng lớp sóng sát khí vỗ đập chỉ bảy bước lý thất dạ đã bước vào sát hải tầng thứ bảy trong nháy mắt đuổi theo lục kiếm thiểu hoàng mọi người trợn mắt há hốc mồm lục kiếm thiểu hoàng một bước một múa khó khăn đi vào sát hải tầng thứ bảy đây đã là kỳ tích lý thất dạ thì càng khủng một bước một biển chỉ bảy bước đã vào sát hải tầng thứ bảy dễ như trở bàn tay đuổi kịp lục kiếm thiểu hoàng quá khó tin nhìn lý thất dạ một bước một sát hải thoáng chốc đuổi kịp mình lục kiếm thiểu hoàng hoàn toàn biến sắc mặt lục kiếm thiểu hoàng hư lạnh một đứng bước ra một bước bước chân nhẹ nhàng như hạc múa nhưng gã không xông hướng sát hải tầng thứ bảy mà vây quanh lý thất dạ bước chân của lục kiếm thiểu hoàng siêu nhanh gã vây quanh hắn Cầm rú không dứt nâng công lực lên đỉnh cao nhất tốc độ vượt lên độ cao người ta không thể tưởng tượng trong khoảnh khắc quanh thân lý thất dạ đầy cái bóng của lục kiếm thiểu hoàng vô số cái bóng bao vây hắn kín kẽ ầm um, ầm um, ầm um, ầm um, ầm um. một chuỗi tiếng nổ vang bên tai không dứt ngay khi lục kiếm thiểu hoàng chặn lý thất dạ thì sóng sát khí vô cùng tận dâng lên đập mạnh vào hắn lý thất dạ nhảy lên mới né khỏi một tầng sóng lớn thì mấy chục tầng sát khí từ đằng sau ập đến. Khi tất cả sóng sát khí ập đến như nguyên sát hải đào điên, sát hải đổ ập xuống nhấn chìm lý thất dạ, sát khí như biển tre trời đánh vào lý thất dạ, giờ khắc này nhật nguyệt vô quang, thiên địa mất sắc, khiến người hoảng sợ, như tận thế, chương 3087, tùy tay bắt giữ mọi người nhìn cảnh tượng đó thì hoảng sợ, có học sinh sợ hãi chân run cầm cập, đây là âm mưu cuối cùng của lục kiếm thiểu hoàng, gã muốn hại chết lý thất dạ trong sát hải vì lục kiếm thiểu hoàng nắm giữ ảo diệu thất sát tháp vào sát hải thì gã muốn làm gì tùy thích khi lý thất dạ đuổi kịp lục kiếm thiểu hoàng liền dùng bộ pháp tuyệt thế điều động sát khí nguyên sát hải tất cả sát khí điên cuồng đập vào lý thất dạ hoàn toàn nhấn chìm hắn nếu lý thất dạ bị sát khí nhấn chìm khi đó mặc cho hắn mạnh cách mấy cũng khó thoát chết một số lão sư thiên thần thư viện chỉ có thể vượt qua tầng thứ sáu sát hải không biết thất sát tháp đáng sợ cỡ nào cừng đừng nói bị sát khí chôn vùi nếu chìm vào sát hải thì lão sư mạnh mấy cũng khó thoát chết Lục Kiếm Thiểu Hoàng không chỉ muốn thắng Lý Thất Dạ, khi lòng gã này lên sát cơ thì gã muốn giết chết hắn, nên gã dụ hắn vào sát hải, mượn uy lực sát hải giết hắn. Ầm, uhm, sát hải vang tiếng nổ điếc tai, tất cả nước biển tuôn ra như tận thế, nháy mắt nhấn chìm toàn thiên địa. Lý Thất Dạ bị sát hải chôn vùi, Lục Kiếm Thiểu Hoàng thì bước chân nhẹ nhàng đã nhảy vào chỗ sâu trong sát hải. Các học sinh nhìn cảnh tượng như tận thế, hút ngụm khí lạnh, một số học sinh hét to, khủng khiếp quá, bọn họ nhũn chân, may mắn mình không đi vào nhìn sát hải như bom nổ bắt lưu kim thắng hấp hái thì thào cửu kiếm thượng thần đúng là có bản lĩnh nắm giữ áo nghĩa hạch tâm của thất sát tháp năm xưa hắn thật sự có thể lấy tháp này đi cửu kiếm thượng thần đã nghiên cứu rõ ràng thất sát tháp nên mới cho lục kiếm thiểu hoàng nắm giữ ảo rượu thất sát tháp lục kiếm thiểu hoàng không thể so sánh với phụ thân gã không lấy thất sát tháp đi được nhưng có thể nương ảo rượu mình biết điều khiển sát khí đây là vì sao lục kiếm thiểu hoàng biết rõ lý thất giả dạ là lão sư thiên thần học viện thực lực mạnh hơn mình nhưng gã vẫn tràn đầy tự tin, dám khiêu chiến hắn. Đây là tự tin của gã, lá bài tẩy của gã, rào rào, rào rào, tiếng nước liên miên không dứt sát hải điên cuồng tuôn ra lút cuộc từ từ bình tĩnh trở lại. Trong sát hải trừ lục kiếm thiểu hoàng gia không có ai, không thấy bóng dáng lý thất dạ đâu, biến mất như bốc hơi khỏi thế giới, không thấy lý thất dạ, nhiều học sinh la nhau tìm kiếm, lão sư bạo lực đâu. Ánh mắt mọi người tìm khắp sát hải nhưng không thấy bóng dáng lý thất dạ, hắn như đã bốc hơi biến mất, không thấy lý thất dạ. Có học sinh suy đoán, chẳng lẽ bị chìm xuống sát hải rồi, có lẽ nào? Vài học sinh sợ hãi biến sắc mặt nói, cái này, đó là lão sư, lỡ, lỡ bị học viện truy hỏi thì sao? Câu đó khiến một số học sinh thầm sợ, giết lão sư là chuyện lớn trong Thiên Thần học viện, tương lai đâm thủng trời, học viện truy hỏi thì có sao? Học sinh quen thân với Lục Kiếm Thiểu Hoàng phồng can đàm hừ lạnh một tiếng, đây là so đấu quang minh chính đại, nếu thao chỉ trách mình học nghệ không tinh, trong quyết đấu ai dám bảo Đàm sẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ? vài học sinh bách đường hùa theo, đúng rồi, mọi người thấy tận mắt đây là so đấu quang minh chính đại, chính lão sư đồng ý chứ không ai ép, mất mạng đành trách bản thân. Một số học sinh tỉnh táo lại, nịnh nọt lục kiếm thiểu hoàng, thiểu hoàng mạnh nhất, lão sư cũng không đánh lại, hư, tự phụ quá mức, cho rằng là lão sư thì mạnh hơn học sinh chúng ta sao, còn dám coi thường học sinh chúng ta không? Học sinh bách đường cố ý nịnh bợ lục kiếm thiểu hoàng, cười khẩy nói, có lão sư quen thói ngang ngược, thiểu hoàng dạy cho bài học cũng tốt, đúng rồi, năm xưa cửu u cuồng ngao cũng đánh bại lão sư thiên thần học viện đấy thôi học sinh thánh viện cười nói chúng ta đúng là học sinh nhưng đừng tưởng rằng chúng nhỏ yếu chỉ cần có đầy đủ thời gian thì chúng ta sẽ vượt qua lão sư của học viện lưu kim thắng nghe các học sinh nói lão bật cười nhẹ lắc đầu ai không từng tuổi trẻ khinh cuồng đặc biệt với người có thiên phú lúc trẻ trong mắt không người lão tử mới là số một thiên hạ nhưng khi trải qua sóng gió cuộc đời mới hiểu mình nhỏ bé biết bao đừng nói cường già bình thường dù là thượng thần tiên đế cử giới thấp vị cũng không mạnh bao nhiêu. Thấy Lý Thất Dạ mất tích, lục kiếm thiểu hoàng cho rằng hắn đã bị sát hải nhấn chìm xuống đáy biển, lòng mừng như điên. Hư, mọi chuyện trên đời biến ảo khó dò, dù là hạm tàu to cũng có lúc lật thuyền trong mương. Lục kiếm thiểu hoàng cười khẩy nói, kẻ dám chống đối lục kiếm thiểu hoàng ta, mặc kệ ngươi có thân phận gì cũng không có kết cục tốt. Trong khi lục kiếm thiểu hoàng mừng vì cho rằng Lý Thất Dạ đã chết, một thanh âm nhàn nhã vang lên, đúng là hạm tàu to rất có thể sẽ lật thuyền trong mương nhưng bằng vào mương thối nho nhỏ của ngươi chưa lật được hạm tàu to ta đây ta đạp xuống một cước là cái mương thối nhà ngươi tan tác chống đối ngươi chưa đủ tư cách làm kẻ địch của ta trong khoảnh khắc lý thất dạ xuất hiện sau lưng lục kiếm thiểu hoàng không ai thấy hắn làm sao đến đằng sau gã được dường như hắn luôn đứng đó thấy lý thất dạ làm các học sinh biến sắc mặt hét to lão sư bạo lực vì vừa rồi có học sinh nói xấu lý thất dạ mọi người cho rằng lão sư bạo lực đã chết nên nói xấu không kiêng dè gì ai ngờ hắn không chết làm các học sinh sợ đến không chút máu Lục kiếm thiểu hoàng vừa nghe lý thất dạ lên tiếng liền biến sắc mặt, phản ứng đầu tiên là chạy trốn. Lục kiếm thiểu hoàng nhấc chân lên ngay nhưng đã muộn, lý thất dạ giơ tay chụp gã. Bàn tay to che trời làm lục kiếm thiểu hoàng biến sắc mặt, giống to, mở, đinh 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 đinh, tiếng kiếm ngân vang, tháp kiếm bảo vệ lục kiếm thiểu hoàng. Nhưng trước bàn tay to của lý thất dạ thì kiếm tháp mạnh mấy cũng chỉ là hạt bụi, không đáng nhắc tới. Bùm, lý thất dạ xiết năm ngón tay bóp nát tháp kiếm, túm chặt lục kiếm thiểu hoàng trong tay lý thất dạ bắt sống mặt lục kiếm thiểu hoàng trắng bệch khoảnh khắc này gã hiểu rõ mình cách hắn bao xa muốn giết ta không phải chuyện xấu nhưng đừng mãi suy nghĩ những thủ đoạn nhỏ này lý thất dạ cười khẽ người đã muốn nhấn chìm ta vào sát hải vậy cho ngươi nếm thử mùi vị sát khí đi lý thất dạ nhấn lục kiếm thiểu hoàng vào sát hải thấy mình bị đè xuống sát hải lục kiếm thiểu hoàng sợ hãi mặt không chút máu hét to không nhưng lúc này không theo ý lục kiếm thiểu hoàng gã bị lý thất dạ nhấn vào sát hải xèo 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 cả người lục kiếm thiểu hoàng bốc khói sát khí nhanh chóng ăn mòn cơ thể gã lục kiếm thiểu hoàng hét chói tay vùng vẫy không tiếng nước bùm bùm vang lên nhưng mặc cho lục kiếm thiểu hoàng vùng vẫy cỡ nào cũng không làm nên chuyện gì bị lý thất dạ ấn vào sát hải mặc cho sát khí thẩm thấu toàn thân tiếng hét thê lương của lục kiếm thiểu hoàng vang vọng thiên địa a chương ba nghìn tám mươi tám cổ khải hàng trong tiếng gào thê thảm là tiếng ăn mòn xèo xèo các học sinh nghe mà giận tóc gáy nhìn lục kiếm thiểu hoàng bị tầm vào trong sát hải mục giữa tất cả học sinh sợ mặt trắng bệch đặc biệt học sinh đã nói xấu lý thất dạ thì chân run cầm cập mềm như bún suýt tái dầm với học sinh thì kết cục của lục kiếm thiểu hoàng giống của bọn họ không chừng lát nữa lý thất dạ sẽ ấn họ vào sát hải xèo 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 tiếng mục giữa vẫn không dứt khói bốc mù mịt ban đầu lục kiếm thiểu hoàng còn vùng vẫy kịch liệt về sau gã kiệt sức cuối cùng lý thất dạ xách lục kiếm thiểu hoàng lên khỏi sát hải người lục kiếm thiểu hoàng héo rút như lão nhân 90 tuổi tóc bạc phơ toàn thân còn lại da lông xương chẳng còn phong thái như trước trong thời gian ngắn lục kiếm thiểu hoàng mất hết huyết khí đây là uy lực của sát khí nó ăn mòn huyết khí của gã mục giữa cơ thể đây còn là nhờ lý thất dạ nương tay giữ mạng lục kiếm thiểu hoàng lại không thì với sát khí khủng bố như vậy gã sớm không còn màu xương lục kiếm thiểu hoàng bị lý thất dạ xách lên gã đã hấp hối chẳng còn ngạo khí hùng hồ nữa lúc này lục kiếm thiểu hoàng có thể thở được một hơi đã không dễ dàng lý thất dạ nhìn lục kiếm thiểu hoàng lạnh nhạt nói nghĩ tình ngươi còn là học sinh nên tha cho một mạng, không được tái phạm. Lý thất dạ nói xong ném lão sư ra ngoài, thấy lục kiếm thiểu hoàng bị ném ra, vài học sinh bách đường vội nâng gã dậy. Hiện tại lục kiếm thiểu hoàng không dám nói câu hăm dọa nào, gã nằm đó khó nhúc nhích một ngón tay. Tình huống của lục kiếm thiểu hoàng đã rất tốt, chỉ bị thương nặng chứ không mất mạng, nằm trên giường điều dưỡng sẽ khỏe. Thiên thần học viện luôn hoan nghênh khiêu chiến lão sư, ta cũng vậy. Lý thất dạ nhìn các học sinh, lạnh lùng nói, đúng, Thiên thần học viện ra nhiều học sinh ghê gớm, trong bọn họ có thượng thần, cũng có tiên vương, có thể nói nhiều học sinh sau này thành tựu ghê gớm còn hơn lão sư. Nhưng nam nhi sống trên đời đừng như phụ nữ chỉ biết nói xấu sau lưng, có bất mãn với lão sư thì đứng ra, muốn khiêu chiến lão sư thì đi lên đánh một trận, không làm được điều đó thì câm miệng. Lý thất giả lạnh lùng nhìn đám học sinh, các người không phải phụ nữ nông thôn giữa đường, không phải chó mè gì, các người là học sinh Thiên thần học viện, là tinh anh của bách tộc đừng nói chuyện thị phi như phụ nữ làm thiên thần học viện mất mặt. Thiên thần học viện ra thượng thần, ra tiên vương, ra hung nhân, ra bạo quân nhưng không có kẻ yếu đuối. nói đến đây ánh mắt lý thất dạ sắc bén nhìn các học sinh. bị lý thất dạ mắng đám học sinh không dám lên tiếng. đặc biệt những người vì nịnh bợ lục kiếm thiểu hoàng mà nói xấu lý thất dạ càng sợ đến chân mềm như bún, không dám nói điều gì nữa. lý thất dạ lạnh lùng nhìn các học sinh cút đi. đám học sinh như được đại xá chạy tứ tán học sinh bách đường nâng lục kiếm thiểu hoàng chạy nhanh như bay không dám ở lâu lý thất dạ lắc đầu nói thật là đời sau không bằng đời trước lý thất dạ nhìn thất sát tháp vươn tay chộp dầm vàng tiếng nổ đếc tai thất sát tháp bị lý thất dạ bứng lên bùm 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 vàng từng tiếng nổ thất sát tháp dùng trong tay lý thất dạ muốn thoát khỏi bàn tay to nhưng mọi dãy rộa chỉ ổn công cuối cùng thất sát tháp rơi vào tay lý thất dạ chỉ là một tháp đá nho nhỏ lý thất dạ nâng tháp nhỏ hét to một tiếng thu thất sát tháp như nốt trường điên cuồng cắn nuốt tất cả sát khí trong sát hải chỉ tích tắc thất sát tháp nuốt sạch sát khí sát khí tan biến núi xanh nước biếc giạt rào sức sống núi non lại phục hồi sức sống lý thất dạ nhìn thất sát tháp trong tay rồi ném cho lưu kim thắng thản nhiên nói cái tháp rách này đặt ở đây vướng víu tặng cho người vậy lưu kim thắng nhận lấy thất sát tháp bị lý thất dạ ném qua lặng thinh lý thất dạ nhìn lưu kim thắng giữ im lặng lạnh nhạt nói con người sống trên đời nếu đã lựa chọn thì hãy đi tiếp làm triệt đề một chút, làm người tốt cũng vậy, làm người xấu cũng thế lựa chọn thì hãy cố gắng làm, đừng do dự. Đại đạo dài dạc, có vài chuyện khó nói đúng hay sai. Người ở giai đoạn khác nhau trong đời sẽ có cách nhìn khác biệt. Hôm nay người cho rằng đúng có lẽ ngày mai lại nghĩ nó sai. Đúng và sai chỉ là thước đo trong lòng, từ mình tính toán. Lý thất dạ liếc mắt lưu kim thắng, chấp nhận nó không có gì xấu. Còn về mất mặt thì đó chỉ là lòng tự tôn quấy phá. Nắm xương già chúng ta ai không sống ngàn vạn năm đôi khi một số ân oán chỉ cần cười là xóa bỏ. Lời lý thất dạ nói làm Lưu Kim Thắng dùng mình, lão hít sâu, cất thất sát tháp, cúi gập người hướng hắn, đa tạ lão sư dạy bảo. Lời lão sư nói khiến học sinh mở rộng cõi lòng, học sinh muốn đi gặp người quen, xin cáo lui trước. Lý thất dạ phất tay với Lưu Kim Thắng, đi đi. Lưu Kim Thắng vái lại hướng Lý thất dạ, nhẹ nhàng rời đi, biến mất. Từ khi Lưu Kim Thắng bái vào thiên thần học viện đến nay luôn che giấu thực lực khiến người ngoài tưởng chỉ là lão tu sĩ bình thường, đừng nói đám người trẻ tuổi dạ hân tuyết một số lão sư thiên thần học viện cũng không nhìn ra thực lực của lưu kim thắng còn các lão sư cường đại không gì sánh bằng mới nhìn thấu được lưu kim thắng nhẹ nhàng rời đi lý thất dạ cười cười đi dọa trong vườn trà hắn đến đây vì tiện tay làm chút chuyện lý thất dạ đầu tiên đánh diệp rượu tuyết đến tàn phế giờ nhấn nước lục kiếm thiểu hoàng khô quát sau khi tin tức truyền ra khiến học sinh thiên thần học viện sợ hết hồn có rất nhiều lão sư trong thiên thần học viện có hàng tá lão sư nghiêm khắc thậm chí thô bạo nhưng không có lão sư nào như lý thất dạ trong một ngày gắn ngồi đánh hai học sinh ưu tú nhất thiên thần học viện thành tàn phế lão sư như vậy quá ác quá bá đạo quá bạo lực trong thời gian ngắn biệt danh lão sư bạo lực của lý thất dạ đã vang vọng thiên thần học viện nếu nhắc tên lý thất dạ có lẽ mọi người không biết là ai nhưng nói lão sư bạo lực thì tất cả học sinh biết ngay nghe lục kiếm thiểu hoàng bị lý thất dạ nhấn nước khô quát túng thiên thiếu chủ từ tông thần tự biểu tình cực kỳ khó xem nhưng lúc này hai người không làm gì hám được giờ đã rõ ràng lý thất giả mạnh hơn bọn họ tưởng tượng muốn lai động hắn thì vô cùng khó khăn vù 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 khi cái tiếng bạo lực của lý thất giả tuyền khắp thiên thần học viện thì đột nhiên trên một ngọn núi bắn luồng sáng Âm, uhm. vang tiếng nổ đếch tai lửa thần vọt lên cao lửa thần ngập trời nháy mắt che lấp cửu thiên thập địa chiếu sáng núi non vô cùng mênh mông của thiên thần học viện ầm 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 trong chuỗi tiếng nổ thần uy tuôn ra tứ giang bát phương vô số học sinh cảm nhận thần uy thì lòng sợ hãi trong thời gian ngắn một tin tức bom tấn truyền khắp thiên thần thư viện, Khải Hàng Lão Sư xuất quan, Khải Hàng Lão Sư thành công bảy đồ đằng, chương 3089, Lão Sư tốt, một thành công bảy đồ đằng. Nghe tin này toàn bộ thiên thần học viện xôi trào, học sinh hay Lão Sư đều phấn khởi, thiếu niên vương cổ Khải Hàng, Lão Sư thiên tài hiện nay của thiên thần học viện là một trong học sinh có thiên phú nhất thiên thần học viện ở giới trước, từng ngang ngửa nhân thánh, cổ Khải Hàng vốn xuất thân từ thế gia, về sau bởi vì gã biểu hiện xuất sắc trong thiên thần thư viện nên được thiên thần học viện mời, gã ở lại nhâm giáo. Đương nhiên không phải suốt đời nhâm giáo, nếu ngày nào cổ khải hàng muốn rời đi thì tùy thời đều được. Cổ khải hàng không chỉ nổi tiếng ở thiên thần thư viện mà còn nổi khắp kiêu hoành châu, thập tam châu. Cổ khải hàng không chỉ là tiên vương trẻ tuổi nhất thời đại này, cũng là người cơ hội trở thành cổ thần nhất thời đại. Nghe tin đó vô số học sinh thiên thần thư viện tôn sùng cảm thán, ghê gớm, trẻ vậy đã có bầy đồ đằng cứ tiếp tục thế này Khải Hàng lão sư sớm muộn gì sẽ trở thành cổ thần. Cổ Khải Hàng cực kỳ được thích trong Thiên Thần thư viện, vô số người tôn sùng gã. Nhiều học sinh Thiên Thần học viện phục gã sát đất. Túng Thiên thiếu chủ rất mừng khi nghe tin, Khải Hàng lão sư xuất quan, Túng Thiên thiếu chủ cùng Tư Tông thần tử đi thăm Khải Hàng lão sư, không phải học sinh nào cũng có thể đến thăm cổ Khải Hàng. Túng Thiên thiếu chủ được gã xem trọng, Túng Thiên thiếu chủ từng giảng bài thay cổ Khải Hàng, hai người có quan hệ rất tốt. Nhận Túng Thiên thiếu chủ, Tư Tông thần tử bái kiến rồi Cổ Khải Hàng cười nhìn hai người, như thế nào, tam tử thư viện các ngươi không phải cùng nhau ra vào sao, tại sao lục kiếm không đi chung, túng thiên thiếu chủ khẽ thở dài, thiểu hoàng bị thương nặng không thể tự mình đến bái kiến, xin lão sư thứ lỗi, à, cổ Khải Hàng cười cười, tạo háo của lục kiếm không mạnh, tuy ở bách đường nhưng trong học sinh thiên thần thư viện chỉ có vài người các ngươi mới đánh hắn bị thương nặng được, lão sư, chúng ta làm sao dám đánh tiên đế cử giới bị thương nặng, tư tông thần tử vội phân bua, là một lão sư đánh thiểu hoàng ra như thế hắn rất thảm, cả người khô quắt, sợ là khó khỏe lại trong thời gian ngắn. Thì ra là vậy, cổ khải hàng kinh ngạc nói, xem ra thiểu hoàng phạm sai lầm lớn đây, không thì lão sư sẽ không dễ dàng gian dạy học sinh. Túng thiên thiếu chủ cảm thán rằng, thiểu hoàng không phạm sai lầm gì, không phải tất cả lão sư đều rộng rãi, khoan hồng độ lượng giống như người. Cổ khải hàng cười nói, còn có loại lão sư này, thật thú vị, ta rất muốn gặp lão sư như vậy, loại lão sư đó sao có thể so sánh với khải hàng lão sư. Túng thiên thiếu chủ nói, so với lão sư thì như đom đóm tranh phát sáng với trăng không thì hắn đã chẳng bị phân phối đến thư phòng làm lão sư. Cổ Khải hàng bất ngờ làm lão sư trong thư phòng đúng rồi. Tư Tông Thần Tử đáp lời. Có học sinh nghi ngờ có phải hắn nhờ quan hệ đi cửa sau vào Thiên Thần Học Viện làm lão sư không? Nếu không tại sao học viện phân phối hắn đến thư phòng làm lão sư? Thư phòng chỉ có ba học sinh, cho đến nay đều đi học ở bách đường, vốn không cần lão sư. Học viện phân phối hắn đến chắc vì sợ hắn dạy sai đệ tử. Không. Cổ Khải hàng cười lắc đầu nói các ngươi coi thường thư phòng, mọi người đều biết thư phòng là chỗ hỗn tạp, thư phòng không đơn giản như các ngươi tưởng tượng, thư phòng là nơi tạo hóa lớn, người hiểu ảo diệu của nó muốn ở thư phòng cũng khó khăn. Túng Thiên thiếu chủ, Tư Tông thần tử kinh ngạc nghe cổ Khải Hàng nói, khó tin hỏi, thư phòng là vùng đất tạo hóa lớn, học sinh Thiên Thần học viện đều biết thư phòng chỉ là nơi cất chứa sách vở tạp vụ, nhiều học sinh không muốn vào thư phòng. Cổ Khải Hàng nhẹ gật đầu, từ từ nói, đúng, là chỗ tạo hóa lớn ghê gớm. Túng Thiên thiếu chủ tò mò hỏi, thư phòng có tạo hóa lớn thế nào, cổ khải hàng từ tốn nói, cái này khó nói, trong đó có bí mật mà chúng ta, dù là các lão sư thiên thần thư viện cũng ít ai biết, người trong thiên thần thư viện thật sự hiểu ảo diệu của thư viện chỉ có mấy vị lão tổ chưa xuất thế, từ tông thần tử khen ngay, hèn gì có học trường nói thời lão sư còn đi học đã đọc nhiều sách vở, lão sư bác học không ai sánh bằng, cổ khải hàng cười nói, nhưng vị ý lão sư này khá thú vị, ta rất muốn gặp hắn, túng thiên thiếu chủ, từ tông thần tử mừng rỡ, hai người lấp nhau. Túng Thiên thiếu chủ châm ngòi, lão sư, Lý lão sư và Thiên Tuyền lá sư khá thân nhau, hình như có chút quan hệ với một số lão tổ học viện, có vẻ chỗ dựa của Lý lão sư rất mạnh, lão sư đừng xung đột với hắn để tránh mọi người hiểu lầm. Túng Thiên thiếu chủ cố ý nói vậy vì gã thân với Cổ Khải Hàng, biết Cổ Khải Hàng thích Vũ Thiên Tuyền nên ám thị lý thất dạ và nàng có quan hệ. Túng Thiên thiếu chủ nói hàng loạt câu trên nghe như đang nguyên cổ Khải Hàng nhưng thật ra là kích gã. Cổ Khải Hàng phong tư thông dong, bình thản cười nói, muôn và đại đạo, thế gian rộng lớn bao la, muốn đứng trong đại thế phải dựa vào chính mình, ta uống cùng các đế, đàm đạo với tiên vương cũng chỉ là quen biết sơ, dù là quen biết thiên hạ hay xuất thân đế môn cũng chỉ là ưu thế nhỏ trong đại đạo, đứng ở đại đạo, mở đại thế, chỉ có bản thân vô địch mới là căn bản. Cổ khải hàng chậm rãi nói chuyện, không dùng lời lẽ hùng hồn, giọng điệu thản nhiên nói ra nhưng tràn đầy bá khí, khiến người nghe tâm thần rung động, uống cùng các đế, đàm đạo với tiên vương, điều này bá khí biết bao, cả đời nhiều vô thượng mấy ai đến độ cao như vậy bao người ngưỡng mộ các đế, tôn sùng tiên vương, cổ khải hàng thì có thể uống cùng các đế, đàm đạo với tiên vương, người nào nghe xong cũng hút ngụm khí lạnh, túng thiên thiếu chủ, tư tông thần tử biết cổ khải hàng không nói khóa, làm thượng thần có thiên phú nhất, cổ khải hàng có tư cách uống cùng các đế, đàm đạo với tiên vương, tư tông thần tử nói ngay, lão sư thần tư ngạo thế, chúng tiểu bối xin ngưỡng mộ, được rồi, ta biết tính toán nhỏ nhặt của các ngươi cổ khải hàng cười nói, ta muốn gặp lý lão sư không phải vì ân oán của các ngươi thiên tài có thực lực như thế khiến ta mừng vì gặp đối thủ, muốn so tài thử. Những trò vặt của các ngươi, mấy cái nịnh hót đó hãy dẹp sang bên đi, miễn thực lực của các ngươi đủ mạnh thì có thể khiêu chiến với bất cứ ai. Túng thiên thiếu chủ, tư tông thần tử mừng rỡ vái lại, đa tạ lão sư dạy bảo, học sinh sai, lần này ta và lý lão sư đàm đạo, thảo luận, chỉ có vậy, cổ khải hàng cười nói, các ngươi cũng xem như học sinh của ta, xem như ta bao che đi, còn ân oán của các ngươi, có lẽ các ngươi bị ăn hiếp, hãy để nó qua đi ai yêu các người học nghệ không tin, các người hy vọng ta và Lý Lão Sư đánh nhau là điều không thể. chương 3090, Lão Sư tốt, hai túng thiên thiếu chủ, tư tông thần tử cười gượng, học sinh không dám, hai người không dám nói gì, cổ khải hàng địa vị cao quyền trọng, chịu giúp bọn họ tranh một hơi đã là không dễ dàng. Cổ khải hàng cười nói, các người hãy yên ổn đi, đừng cứ huynh hoang, điệu thấp chút, đừng khiến người chú ý, con đường phía trước không bằng phẳng, không biết các người có thể qua được tốt nghiệp không. Tư Tông Thần từ sợ hết hồn hỏi dồn, ý của lão sư là chúng ta sẽ bị đuổi ra Thiên Thần Học viện. Cổ Khải Hàng lắc đầu nói, không phải các ngươi bị đuổi ra Thiên Thần Học viện mà là học viện gặp nạn, ta sợ là không chống đến lúc đó được. Tư Tông Thần từ sợ đứng tim, không thể nào. Mắt Túng Thiên thiếu chủ hế hái, không kiềm được hỏi, lão sư, tin đồn đó là thật sao? Làm truyền nhân một môn năm tiên vương và còn là một vị thượng thần, Túng Thiên thiếu chủ biết nhiều hơn, chuyện trên đời lúc thật lúc giả, khó nói. Cổ Khải Hàng mỉm cười nói, nhưng các ngươi hãy chuẩn bị tinh thần tính toán cho bản thân tương lai đi con đường thế nào phải xem tạo hóa của chính các ngươi túng thiên thiếu chủ từ tông thần từ nhìn nhau túng thiên thiếu chủ đoán không thấu ý nghĩ của cổ khải hàng ý của lão sư là cổ khải hàng mỉm cười nói đây sẽ là thời đại các đế và tiên vương cùng ra sẽ là một trận thịnh yến các ngươi có cơ duyên hay không phải xem bản thân các ngươi Tư tông thần từ giật bắn người tỉnh táo lại cúi đầu trước cổ khải hàng xin lão sư chỉ một con đường sáng cổ khải hàng chỉ cười Lý thất dạ đi trong vườn trà, hắn tùy tiện đi dạo thì đột nhiên một luồng sáng vàng từ xa xẹt qua. Lý thất dạ nhớ mí mắt, nhếch môi đạp không đi, sâu trong vườn trà có một cốc sâu, sương mù bao phủ quanh năm. Cái học sinh mỗi giây nói chỗ này thường có người bị lạc đường, người vào cốc sâu này sẽ đi vòng trở lại vị trí ban đầu. Đây là cốc sâu bình thường, 96 bên trong có huyền cơ gì, lão sư thiên thần học viện chưa bao giờ nói về nó. Lý thất dạ vào cốc sâu, tùy tay điểm, đinh 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 đinh, thanh âm như mở khóa, trong xương mù hiện ra một pháp tắc màu vàng, đinh một tiếng, tất cả pháp tắc đen vào nhau hóa thành cánh cửa, vù 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 vù, lý thất dạ bước vào cánh cửa được truyền tống đi, trong khoảnh khắc đó vượt qua các không gian tiến vào tọa độ chưa biết, lý thất dạ đi vào một căn nhà cổ, bên trong không có thứ gì, chỉ bày một cái giường đế, người biết hàng nhìn cái giường sẽ sợ đứng tim, vì giường đế điêu bằng tiên mộc trong truyền thuyết, hoàn chỉnh một thể như chém gốc tiên mộc to khắc thành. Tiên đế cửu giới khó có được tiên mộc này chứ đừng nói phàm phu tục tử trên giường đế dùng thì huyết tiên thạch tuyệt thế vô song phong lai, thủ đoạn rất hiếm thấy, tiên đế cử giới bình thường không tư cách hưởng thụ loại trần phong này. Một người ngồi dậy trên giường đế, tiên sinh đích thân đến, ta không từ xa tiếp đón, người đó mặc đế bào, cực kỳ uy vũ, người này bề ngoài như lão nhân 80 tuổi, mặc đế bào cổ xưa, mái tóc dài hoàng kim xõa trên vai, khi lão nhân ngồi dậy thì đế nhấp chín tầng trời, khi thế uy động thập tam châu, lý thất dạ vẫy tay, thôi đi, cân cốt như người cứ nằm in là được. Lý thất dạ ngồi xuống, cười nói, lỡ bị thiên chu gì thì rắc rối. Lão nhân cười nói, sợ ông trời không vừa mắt nắm xương già của ta. Lý thất dạ chỉ cười, đánh giá lão nhân từ trên xuống dưới. Cả người cũng xuất thế, thật khiến ta bất ngờ. Từ khi phụ thân của người viễn trinh thì người ít khi lộ mặt. Lão nhân cười cảm thán rằng, ai, nắm xương gài không chịu nổi dày vò, còn tiếp tục lan qua lộ lại sẽ dã rời, đành nằm, khiến cái thân hữu dụng này tương lai phát huy vào lúc cần. Lý thất dạ cười lắc đầu nói, bỏ đi, ngươi đừng nói câu đó với ta dựa vào huyết thống thần vĩnh của ngươi miễn không bị thiên chu thu thì có thể nhảy nhót sống khỏe tiên sinh đùa lão nhân cười khổ nói thế hệ chúng ta thật sự không chịu nổi dày vò không giống tiên sinh càng chiến càng dũng bảo ta bây giờ viễn trinh như phụ thân am xưa thì ta không có can đảm đó thân thể kém xa trước kia nhưng ngươi đi ra lý thất dạ cười nói ta cứ tưởng ngươi sẽ bỏ mặc không hỏi lão nhân cảm thán rằng đây dù gì là tâm huyết của phụ thân và ngoại công của ta và cả mẫu thân đại nhân dù ta muốn không hỏi chuyện đời nhưng đây là tâm huyết của bọn họ, ta cũng không hy vọng nó sụp đổ. Phi tiên đế có một nhi tử như thế đáng để tự hào. Lý thất dạ cười nói, biết bao hổ phụ khuyển tử, ngươi thì chưa bao giờ làm mất uy danh của phụ thân. Tiên sinh quá khen, lão nhân cười khổ nói, so với phụ thân thì ta kém xa, phụ thân của ta cả đời kinh diễm, ta không bằng một phần mười. Thì ra lão nhân này là nhi tử của phi tiên đế và mỹ nhân số một thần tộc, cũng là thủ hộ thần của thiên thần học viện nhưng 96, ít người biết lão còn sống hỗn nguyên thiên đế trời sinh quý tộc phụ thân là phi tiên đế mẫu thân là mỹ nữ số một thập tam châu thời đó ngoại công thì khỏi phải nói phi tiên đế lừng lẫy dựa vào xuất thân đã quý không thể tả khó tìm ra ai xuất thân cao quý hơn phi tiên đế tử có thể nói phi tiên đế tử muốn gió được gió muốn mưa được mưa trong hoàn cảnh này bao nhiêu đế tử kiêu căng ngang ngược ngạo thị vạn giới không ai bì nổi nhưng phi tiên đế tử thì không cả đời lão cẩn trọng thiên phú cực cao phi tiên đế tử có một nửa huyết thống thần tộc khi sinh ra đã có huyết thống thần vĩnh một trong ba tiên huyết thời đó thiên phú tuyệt thế huyết không gì sánh bằng cộng thêm xuất thân cao quý không gì sánh được đã định trước phi tiên đế tử ưu tú định trước tuyệt thế vô song nhưng phi tiên đế tử có phụ thân kinh diễm vô song ngoại công tuyệt thế vô địch khiến cả đời lão nhạt nhòa không phải phi tiên đế tử không cố gắng không mạnh thật ra lão rất cường đại có thể ngạo thị rất nhiều tiên đế cử giới vấn đề ở chỗ gia đình của phi tiên đế tử quá ưu tú phụ thân là tiên đế kinh diễm nhất tiên đế cử giới, ngoại công là người chấp trưởng thần tộc thời đó, có phụ thân và ngoại công vô địch tuyệt thế khiến người mãi mãi không thể vượt qua, cả đời lão cố gắng, cần cù cẩn trọng, nhưng phụ thân và ngoại công quá mạnh, quá ưu tú, suốt đời phi tiên đế tử bị bao phủ dưới ánh sáng của hai người, phi tiên đế tử không thể vượt qua phụ thân và ngoại công nên lão mở nhạt. Có phụ thân và ngoại công cường đại như vậy thì dù phi tiên đế tử có 12 thiên mệnh cũng không cách nào vượt qua hai người. Dưới ánh sáng của phụ thân và ngoại công, phi tiên đế tử không hề rực rỡ trói mắt. Dù bị bao phủ dưới ánh sáng của phụ thân và ngoại công thì phi tiên đế tử vẫn làm tốt bản thân, nên lý thất giả mới khen và thích lão. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.